7 mẹo giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian nếu biết sớm hơn. 1. Người ta sẽ nhớ đến bạn qua những gì bạn nói về người khác. Hiện tượng này gọi là sự chuyển vô thức. Nếu bạn nói một người nào đó rất lương thiện, người khác sẽ liên tưởng đến bạn với những đức tính đó. Nếu bạn nói những điều không hay, người khác cũng sẽ liên kết những bình luận tiêu cực này lên bạn. 2. Nếu bạn cảm thấy ai đó đang nhìn mình, bạn có thể nhìn vào đồng hồ trên tường. Nếu ai đó đang nhìn bạn, họ cũng sẽ vô thức nhìn vào cái đồng hồ ấy. 3. Nếu bạn đang tìm kiếm thứ gì đó, hãy cố gắng nhìn từ phải sang trái. Bởi vì nếu bạn nhìn từ trái sang phải theo thói quen thông thường, mắt bạn sẽ tự động bỏ qua thứ gì đó. Hướng ngược lại mệt mỏi hơn, nhưng bạn có thể nhận thấy nhiều chi tiết hơn. 4. Nếu như có một người nói liên tục không ngừng, bạn không thể nói chen vào nổi. Hãy làm rơi một vật gì đó xuống dưới đất, ví dụ như chìa khóa hoặc chiếc bút, rồi khom lưng xuống nhặt, sau đó bắt đầu nói. Như vậy bạn có thể gián đoạn đối phương mà không bị họ phát hiện. Thứ 5. Nếu bạn đột nhiên nghĩ về sự cố của nhiều năm trước và cảm giác vô cùng xấu hổ, lúc đó hãy dừng lại và nghĩ về một người đã chứng kiến chuyện năm đó. Bạn còn nhớ được bất kỳ chuyện xấu hổ nào đã xảy ra với họ hay không? Có lẽ là không. Tương tự thôi, sẽ chẳng ai nhớ đến chuyện xấu hổ của bạn nhiều năm về trước đâu. 6. Nếu có một người muốn làm bạn mất mặt trước rất nhiều người, hãy đối xử với người đó cực kỳ lịch sự. Họ sẽ tự thấy bản thân mình rất ngốc nghếch. 7. Tâm trạng tụt mood, không vui, hãy giả vờ cười. Nó sẽ khiến đại não của bạn nghĩ bạn đang vui vẻ và giúp bạn cải thiện tâm trạng của mình. Điều này chỉ áp dụng trong trường hợp bạn thoáng không vui. Còn nếu là trầm cảm thời gian dài, xin đừng giả vờ tỏ ra vui vẻ. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ.